Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Phần bình luận của khách mời trường quay về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016 sẽ có trong bản tin hôm nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan đã thải ra môi trường một số chất thải có chứa độc tố, khiến hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Thông tin được chính phủ công bố ngày 30 tháng 6. Công bố nghị quyết của Quốc hội về lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự và 3 luật khác để tránh đưa vào thi hành những quy định của một đạo luật có thể làm tổn hại đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 30 tháng 6, Chính phủ bắt đầu họp thường kỳ tháng 6 với phiên họp về xây dựng thể chế. Tại phiên họp, Văn phòng Chính phủ cho biết hầu hết các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh để thực hiện luật đầu tư và luật doanh nghiệp sẽ được ban hành đúng tiến độ để có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Trong số 50 văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật đầu tư và luật doanh nghiệp, hiện chỉ còn một dự thảo nghị định chưa được trình Chính phủ và đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Đến thời điểm này, 23 nghị định đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và 18 văn bản khác được Thủ tướng ký trong ngày 30 tháng 6. Theo Văn phòng Chính phủ, các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành theo thủ tục rút gọn, đồng thời kiên quyết cắt giảm các điều kiện không còn phù hợp và chuyển các điều kiện kinh doanh sang các quy chuẩn kỹ thuật. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong cuộc đấu tranh này, các cấp, các ngành đã rất quyết liệt và lắng nghe nhiều bên nên kết quả đạt được khá tích cực. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới yêu cầu cần phải rút kinh nghiệm từ quá trình soạn thảo Bộ luật Hình sự theo hướng không chạy theo mục tiêu về thời gian và số lượng mà bỏ qua chất lượng, đồng thời không được áp đặt tư duy cũ trong xây dựng các văn bản pháp luật nhằm tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó phải đảm bảo quy trình lấy ý kiến góp ý và phản biện của các chuyên gia cũng như các đối tượng bị tác động trực tiếp. Buổi chiều, Chính phủ đã họp trực tuyến với lãnh đạo của tất cả các tỉnh thành trong cả nước để đưa ra các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội trong nửa cuối năm nay. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê cũng vừa công bố về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016. Trong đó đáng chú ý là tổng sản phẩm trong nước, GDP, ước tính tăng 5,52%, tức là giảm tốc so với mức 6,32% cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, thì tình hình sản xuất nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Môi trường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến cho bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm khá ảm đạm. Và chúng ta hãy cùng điểm qua những con số đáng chú ý. Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 5,52% so với cùng kỳ năm 2015. Nông lâm nghiệp và thủy sản thì đã giảm 0,78%, xuất khẩu tăng 4,4%, nhập khẩu tăng 4,9%, kinh doanh bất động sản tăng 3,77%, xuất khẩu dịch vụ tăng 10,5%, doanh nghiệp mới thành lập tăng 20% và chi cho an sinh xã hội và giảm nghèo đã tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2015. Vâng, như vậy trong bức tranh tăng trưởng GDP 6 tháng qua thì khu vực dịch vụ, du lịch và kinh doanh bất động sản là những điểm sáng nhất. Xuất khẩu dịch vụ tăng cao nhất kể từ năm 2012 và kinh doanh bất động sản thì tăng cao nhất kể từ năm 2011. Mặc dù hầu hết các khu vực của nền kinh tế đều có tăng trưởng dương, trừ lĩnh vực nông nghiệp, nhưng so với mục tiêu tăng trưởng GDP Quốc hội đặt ra trung bình là 6,7% cho cả năm thì mức tăng trưởng của 6 tháng đầu năm nay như vậy vẫn còn là một khoảng cách khá xa. Để làm rõ hơn về những vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia, Tổng cục Thống kê. Xin cảm ơn ông Hà Quang Tuyến đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn. Thưa ông, khi mà Quốc hội đề ra cái mục tiêu tăng trưởng cho cả năm 2016 là 6,7% và các cái tổ chức quốc tế như là Ngân hàng ADB hay là World Bank thì cũng đưa ra mức dự báo tăng trưởng cho Việt Nam trong năm 2016 là hơn 6%. Tuy nhiên, theo chúng ta vừa theo dõi thì thống kê 6 tháng đầu năm vừa qua, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt có 5,52%. Theo ông, đâu là nguyên nhân của vấn đề này ạ? Như ta biết là khi Quốc hội đặt ra cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2016 là 6,7%. Trong cái bối cảnh là nền kinh tế của Việt Nam năm 2015 là tăng trưởng khá cao. Nhưng mà khi bước vào cái năm kế hoạch 2016 đấy, thì nền kinh tế của chúng ta đã gặp phải một số các cái khó khăn chính như sau. Thứ nhất là thời tiết khí hậu khắc nghiệt
hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên, rồi hạn và xâm nhập mặn ở miền Tây Nam Bộ đã làm cho cái sản lượng lúa của ta trong cái 6 tháng đầu năm là giảm 1,3 triệu tấn. Cái sản lượng thủy sản nuôi trồng thì tăng thấp so hơn với lại các cùng kỳ năm trước. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái ngành khai khoáng của ta trong năm 2015 là tăng trưởng rất là khá. Có cái đóng góp đứng thứ tư vào cái tăng trưởng của năm 2015. Nhưng 6 tháng đầu năm 2016 thì tăng trưởng của ngành khai khoáng là âm, mà chủ yếu là do cái sản lượng dầu thô khai thác đạt thấp, chỉ bằng gần 94% so với cùng kỳ năm trước. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị khán giả và cũng thưa ông Hà Quang Tuyến, trong bảng thống kê nửa đầu năm nay thì chúng ta cũng đã nhận thấy rằng tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp đạt mức âm. Với một đất nước mà nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng rất lớn trong nền kinh tế thì đây là vấn đề rất đáng quan tâm. Trên thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm qua Việt Nam tăng trưởng âm trong khu vực nông lâm thủy sản. Cụ thể là ngành nông lâm thủy sản giảm tới 0,18%, tương ứng với 397.400 tỷ đồng. Nguyên nhân là do sản lượng lúa đông xuân năm nay chỉ đạt 19,4 triệu tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ. Ngành chăn nuôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long gây thiệt hại nặng. Trước đó, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính hạn hán xâm nhập mặn đã gây thiệt hại khoảng 15.000 tỷ đồng cho nền kinh tế của Việt Nam. Dù lâm nghiệp tăng 5,57%, thủy sản tăng 1,25%, nhưng do nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nên không thể cứu vãn được sự suy thoái của ngành. Như vậy, sau 10 năm, kể từ năm 2005, đây là lần đầu tiên ngành nông nghiệp tăng trưởng âm. Vâng, thưa ông Tuyến, như vậy là ngành nông nghiệp của chúng ta tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp thì là hệ quả của nhiều yếu tố. Thế nhưng mà chúng ta cần phải nhìn nhận sự tăng trưởng âm của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay một cách toàn diện như thế nào ạ? Cái nông nghiệp của ta thì chịu ảnh hưởng trực tiếp và lớn của những cái điều kiện thời tiết và khí hậu. Ngoài ra thì có những cái tác động của môi trường và các cái tác động khác của thị trường, của giá cả. Tuy nhiên thì trong 6 tháng đầu năm 2016 đấy thì cái ngành nông nghiệp đạt cái mức tăng trưởng thấp, vẫn chủ yếu là do cái thời tiết và khí hậu khắc nghiệt nó gây nên. Vậy còn yếu tố nào khác nữa không thưa ông? Bên ngoài yếu tố về khách quan về điều kiện thời tiết khí hậu ạ? Bên ngoài các cái yếu tố đấy đấy thì ngoài ra thì chúng ta biết là trong cái 6 tháng vừa qua thì ở khu vực miền Trung nó có xảy ra một cái hiện tượng là cá chết hàng loạt do bị ô nhiễm môi trường của cái Formosa gây nên. Tuy nhiên là đây là chỉ là một cái yếu tố xảy ra trong ngắn hạn, và một thời gian ngắn thì chúng ta đã khắc phục được. Dạ vâng ạ. Thưa ông Hà Quang Tuyến, là trên thực tế thì những cái khó khăn có thể ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP thì đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên là ngay sau khi nhậm chức thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thể hiện cái quyết tâm là sẽ đặt mục tiêu hoàn thiện mục tiêu mà Quốc hội đặt ra cho tăng trưởng của cả nước trong năm nay là 6,7%. Như vậy nếu mà để đạt được cái mục tiêu này thì 6 tháng cuối năm tới chúng ta sẽ phải đạt được cái mức tăng trưởng ở đây lên con số là 7,6%. Vậy theo đánh giá của ông thì đây có phải là mục tiêu khả quan đối với chúng ta không ạ? Như ta đã biết thì mục tiêu của Quốc hội đề ra là tăng trưởng cả năm 2016 là 6,7%. 6 tháng đầu năm ấy, thì chúng ta đã đạt được là 5,52 rồi. Như vậy là 6 tháng cuối năm phải đạt được 7,6%. Nhưng mà trong cái điều kiện nền kinh tế của nước ta đang gặp rất là nhiều khó khăn, thì cái việc mà đạt được cái 6 tháng cuối năm đấy đó là một cái khó khăn lớn. Vâng, và chúng ta sẽ có những giải pháp như thế nào để vượt qua được thách thức này thưa ông? Theo tôi thì để vượt qua được cái khó khăn này thì trước hết là trong ngắn hạn chúng ta phải có những cái giải pháp để làm sao mà đạt được kết quả cao nhất, tốt nhất của các cái vụ hè thu, thu đông và vụ ba ở đồng bằng sông Cửu Long, và khắc phục lại cái nuôi trồng thủy sản ở miền Tây, Nam Bộ để đạt được kết quả tốt. Thứ hai nữa là một số ngành đang có cái tiềm năng mà những năm trước chúng ta đã tăng trưởng cao, tuy nhiên là năm nay thì mức độ tăng trưởng đang ở cái mức thấp, thì chúng ta phải đặt cái mục tiêu là phấn đấu để làm sao mà đưa cái tốc độ tăng của các ngành này lên.
Vâng, xin cảm ơn ông Hà Công Tuyến về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức liên quan đến nguyên nhân hiện tượng hải sản chết tại khu vực biển miền Trung hồi tháng 4 vừa qua. Trong quá trình vận hành, công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa của Đài Loan đã thải ra môi trường một số chất thải có chứa độc tố khiến cho hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Thông tin này vừa được chính phủ chính thức công bố vào chiều ngày 30 tháng 6. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã công bố trong quá trình vận hành thử nghiệm nhà máy, công ty Formosa đã vi phạm trong việc xả thải ra biển có chứa chất độc tố như phenol và cyanua kết hợp với hydroxit sắt tạo thành một dạng phức hỗn hợp. Các chất này theo dòng hải lưu từ Hà Tĩnh vào Thừa Thiên Huế làm sinh vật biển là hải sản chết hàng loạt, nhất là dưới tầng đáy. Đây là nguyên nhân của việc gần 100 tấn cá biển và cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung trong thời gian qua. Các bộ ngành, cơ quan chức năng của Việt Nam có liên quan đã thẩm định kỹ lưỡng, tham vấn các nhà khoa học trong nước, quốc tế và đã kết luận. Đó là những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công, vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy công ty Formosa Hà Tĩnh là nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong tháng 4 vừa qua. Với những chứng cứ khách quan chính xác, các cơ quan chức năng có liên quan đã làm việc nhiều lần với công ty Formosa Hà Tĩnh cùng với các nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm làm rõ nguyên nhân một cách khách quan và thuyết phục nhất. Ngay sau khi có thông tin về sự cố, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ ổn định cuộc sống của người dân vùng bị thiệt hại, đồng thời tập trung chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bước đầu đánh giá thiệt hại về kinh tế, về xã hội, về thiệt hại về môi trường. Đồng thời đã chỉ đạo các bộ ngành, các cơ quan khoa học trên tinh thần thận trọng, khoa học, chính xác, khách quan và đúng pháp luật, xác định làm rõ nguyên nhân và đối tượng gây ra sự cố để có giải pháp xử lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa đã thừa nhận trách nhiệm về sự cố, đồng thời cam kết 5 điểm, công khai xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam, thực hiện bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường xử lý ô nhiễm môi trường và phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung với tổng số tiền là 500 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng trên 11.500 tỷ đồng. Ngoài việc bồi thường, chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu công ty Formosa khắc phục triệt để các tồn tại đó. Để tránh tình trạng sự cố môi trường tái diễn, chính phủ cũng yêu cầu công ty Formosa Hà Tĩnh triển khai lắp đặt hệ thống giám sát môi trường tại 4 tỉnh, công khai thông tin chất lượng môi trường. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cũng đã công khai nhận trách nhiệm và xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã để xảy ra sự cố môi trường, làm hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Đoạn video ghi lại lời xin lỗi này của lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã được trình chiếu, cung cấp cho các phóng viên tại họp báo của chính phủ. Trong quá trình vận hành thử của công ty chúng tôi và qua kết quả kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế cho thấy những sự cố đã xảy ra trong nhà máy của chúng tôi là nguyên nhân gây ra sự cố môi trường làm hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong thời gian vừa qua, giai đoạn vận hành thử do các nhà thầu phụ được công ty chúng tôi tuyển chọn và ký hợp đồng thực hiện. Công ty chúng tôi xin lật trách nhiệm và thành thật xin lỗi nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân bốn tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Công ty chúng tôi
xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ngài Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vì đã gây ra sự cố môi trường trong thời gian vừa qua, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, việc làm của người dân và môi trường biển quần đảo miền Trung Việt Nam. Chúng tôi xin cam kết thực hiện bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người dân, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung Việt Nam. Trước đó vào ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội, với việc ký thỏa thuận về giải quyết sự cố môi trường tại bốn tỉnh miền Trung với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã đưa ra các phương án đền bù khắc phục hậu quả. Theo thỏa thuận này, Formosa Hà Tĩnh thừa nhận những sự cố đã xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm là nguyên nhân gây ra sự cố môi trường làm hải sản chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung. Formosa cam kết bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường xử lý ô nhiễm và phục hồi xử lý ô nhiễm môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung với tổng số tiền là 500 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng trên 11.500 tỷ đồng. Đồng thời khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của hệ thống xử lý chất thải, hoàn thiện công nghệ trong nhà máy, đảm bảo xử lý triệt để các chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường. Formosa sẽ phối hợp với các bộ ngành của Việt Nam và các tỉnh miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ để kiểm soát môi trường biển, đảm bảo phòng chống được các sự cố môi trường tương tự như đã xảy ra và tạo niềm tin với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Công bố nghị quyết của Quốc hội về lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự và 3 luật khác để tránh đưa vào thi hành những quy định của một đạo luật có thể làm tổn hại đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Quân chủng Phòng không không quân tổ chức lễ tang cấp cao cho 9 đồng chí phi công và thành viên tổ bay máy bay KC-212 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn ngày 16 tháng 6 vừa qua. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Văn phòng Trung ương Đảng vừa gửi công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam, gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng, nội dung như sau. Yêu cầu Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan chức năng và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, sớm kết thúc để nhanh chóng đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý, cần tuân thủ theo quy định của pháp luật, không chịu bất kỳ một sự ép nào của bất cứ tổ chức cá nhân nào, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Giao Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp công tác và kịp thời báo cáo kết quả xử lý với Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Sáng ngày 30 tháng 6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố nghị quyết của Quốc hội lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giam tạm giữ, đồng thời bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2016. Theo nghị quyết này, các bộ luật và luật nói trên sẽ được lùi hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành. Tại cuộc họp báo, đại diện của Bộ Tư pháp đã chỉ ra 5 hình thức sai sót trong Bộ luật Hình sự năm 2015, đó là một số quy định thuộc phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự có mâu thuẫn với nhau, một số quy định bỏ lọt hoặc trùng định lượng, một số trường hợp có hai cấu thành buộc tội với cùng một tội danh dẫn tới không thống nhất về kỹ thuật lập pháp. Việc sắp xếp vị trí các khung hình phạt trong một số điều luật phần tội phạm không có sự nối tiếp về mức độ nghiêm khắc trong xử phạt, gây khó khăn cho việc áp dụng luật. Một số điều khoản viện dẫn các điều luật khác nhưng việc viện dẫn đó không chính xác. Đây là một số 5 cái dạng có cái sai sót sơ suất của Bộ luật Hình sự. Và qua đó cho thấy thì là sai sót về mặt kỹ thuật là chủ yếu. Đấy, chứ không sai về đường lối quan điểm chủ trương của Đảng Nhà nước về cái xây dựng Bộ luật Hình sự cũng như của Quốc hội. Mặc dù lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự, nhưng nghị quyết của Quốc hội cũng đã chỉ rõ
Một số điều trong bộ luật có lợi cho người phạm tội vẫn tiếp tục được thi hành ngay từ ngày 1 tháng 7. Điều nào, những quy định nào mà có lợi cho người phạm tội trong bộ luật hình sự năm 2015 thì vẫn tiếp tục được thực hiện. Thì cái đó nó thể hiện cái tính nhân đạo, cái nhân văn và cái hướng thiện của bộ luật hình sự mới. Bên cạnh cái trừng trị những người phạm tội mà ngoan cố. Theo nghị quyết này của Quốc hội, cùng với bộ luật hình sự, các bộ luật tố tụng hình sự, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và luật thi hành tạm giữ tạm giam tuy không có sai sót, nhưng cũng phải lùi thời hạn thi hành do các bộ luật và luật này có viện dẫn một số điều trong bộ luật hình sự. Việc lùi thời hạn của các bộ luật và luật này để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong thi hành. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan của Quốc hội cũng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm trước cử tri khi đã thông qua bộ luật hình sự khi còn nhiều sai sót, đồng thời cho biết, tới đây, trách nhiệm cụ thể trực tiếp của các cá nhân, các cơ quan soạn thảo, thẩm tra sẽ được Quốc hội làm rõ. Cũng theo đại diện các cơ quan của Quốc hội tại buổi họp báo, được thông qua bởi đa số trong số gần 500 đại biểu Quốc hội, nhưng khi đã phát hiện ra sai sót, đã có gần 86% đại biểu ủng hộ lùi hiệu lực thi hành của bộ luật hình sự mới để sửa chữa. Đây là một quyết định dũng cảm, thể hiện trách nhiệm của Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân cả nước, để tránh đưa vào thi hành những quy định của một đạo luật có thể làm tổn hại đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh thời hạn thi hành chỉ còn tính bằng ngày. Đồng thời bổ sung. Phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về Biển Đông dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 12 tháng 7 tới đây. Đây là thông tin mới nhất mà Tòa trọng tài thường trực PCA, ban thư ký của vụ kiện công bố trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 6. Cụ thể, phán quyết sẽ được công bố vào khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 7 theo giờ La Hay, Hà Lan, tức là 16 giờ giờ Việt Nam, với thông cáo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và một bản dịch tiếng Trung không chính thức. Philippines khởi kiện lên Tòa trọng tài theo Công ước Luật Biển có trụ sở tại La Hay vào tháng 1 năm 2013 sau khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough. Các nội dung trong đơn kiện của Philippines có liên quan đến tính pháp lý của đường lưỡi bò và cấu trúc của những thực thể trên Biển Đông cùng một số vấn đề khác. Tháng 10 năm 2015, Tòa trọng tài ra phán quyết đầu tiên về vấn đề thẩm quyền đối với 7 trong số 15 đệ trình của Philippines. Trung Quốc không tham gia vụ kiện và tuyên bố sẽ không công nhận phán quyết của tòa. Phán quyết cuối cùng của vụ kiện này dự kiến sẽ được tòa công bố vào ngày 12 tháng 7 tới. Trở lại với một thông tin trong nước được người dân rất quan tâm trong ngày 30 tháng 6. Tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân đã tổ chức trọng thể lễ tang cấp cao cho 9 đồng chí phi công và thành viên tổ bay máy bay Casa 212 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hôm 16 tháng 6 vừa qua. Đoàn Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến viếng và chia buồn với gia quyến 9 liệt sĩ, gồm Đại tá Lê Kim Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 981, Đại tá Phi công Nguyễn Đức Hảo, Trung tá Phi công Nguyễn Văn Chính, Trung tá Phi công Nguyễn Ngọc Chu và các nhân viên tổ bay Casa 212, Thiếu tá Lê Văn Đình, Đại úy Đỗ Văn Mạnh, Thượng úy Nguyễn Bá Thế, Thượng úy Nguyễn Văn Thái, Thượng úy Lê Đức Lam. Ghi sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương xúc động viết: Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến các liệt sĩ có đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu. Cùng đi trong đoàn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã tới viếng và chia buồn với các gia quyến liệt sĩ. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn. Đoàn Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng 9 liệt sĩ phi công và thành viên tổ bay đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn.
Trong điếu văn, điểm lại tiểu sử quá trình công tác của 9 liệt sĩ, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân nhấn mạnh, các đồng chí phi công và thành viên tổ bay với cấp bậc, chức vụ, trình độ chuyên môn khác nhau. Nhiều đồng chí tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đều có chung một nhiệm vụ quan trọng là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Và ngày hôm nay, nhân dân và đồng đội đã rơi nước mắt tiễn đưa linh cữu của các liệt sĩ trở về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê hương các anh. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi không quên sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.